quý vị và các bạn, Việt Nam được xác định là một trong số những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra, chưa bao giờ thiên tai lại diễn ra khốc liệt và dữ dội như những năm gần đây. Có thể nói rằng thiên tai diễn ra trên diện rộng từ miền núi, đồng bằng đến đô thị, đòi hỏi các ngành chức năng và mỗi địa phương phải đề cao cảnh giác, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu và sự bất thường của thời tiết. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Vậy chúng ta cần có những giải pháp gì và hành động như thế nào trước thiên tai và biến đổi khí hậu? Và đây cũng là chủ đề chúng tôi đề cập trong chương trình Góc nhìn tuần này. Tham gia trao đổi trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC và xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời bà cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Nhiều năm qua, các quốc gia ASEAN đã cùng nhau hành động nỗ lực giảm thiểu rủi ro thiên tai với người dân trong cộng đồng. Tuần qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 đã được tổ chức. Với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023, Việt Nam đã và đang thúc đẩy chủ đề từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu, ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai. Chủ đề này nhằm nhấn mạnh định hướng mới trong quản lý thiên tai, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, chủ động chuẩn bị để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thì hành động sớm nghĩa là cái khái niệm nó tương đồng với khái niệm mà chúng ta hay gọi là phòng. Phòng nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị mọi cái kịch bản sớm nhất, từ nhân lực rồi cho tới tài lực, rồi tới tăng cường cái thông tin cảnh báo với cái cộng đồng, mà với những vùng mà nó và những cộng đồng nó rủi ro, và chúng ta có đưa ra những cái phương án để mà chúng ta có thể chủ động khi mà có những cái kịch bản thì chúng ta sẽ ứng phó ngay, chúng ta không có bị động. Kể cả huy động mà hay là chúng ta nói là mọi việc phải chuẩn bị từ sớm, thì cái hành động sớm cũng là một cái mà chúng ta đưa ra một khái niệm mà Bộ trưởng ASEAN về phòng chống thiên tai và các đối tác của chúng ta cũng đều thống nhất về cái khái niệm hành động sớm đó. Trong ngày 12 tháng 10 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai cộng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để xây dựng một ASEAN an toàn, vững bền hơn. Các bên đã cùng nhau thảo luận các nội dung quan trọng trong hợp tác thỏa thuận dự án về quản lý thiên tai, chương trình nâng cao năng lực quản lý thiên tai và khung truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai ASEAN. Các cái thảm họa lớn đã xảy ra ngày càng nhiều và Hàn Quốc cũng đang phải hứng chịu rất là nhiều loại hình thiên tai. Việt Nam cũng vậy, khi mà thường xuyên hứng chịu thiên tai dồn dập, nhưng mà phía Việt Nam cũng đã có rất là nhiều các cái giải pháp để ứng phó. Nhưng thiên tai khí hậu xuyên biên giới và Hàn Quốc mong muốn chia sẻ những kiến thức của mình trong ứng phó quản lý thiên tai. Và nếu như chúng ta hợp tác thì chúng ta có thể cùng đóng góp để ứng phó với thiên tai tốt hơn, hướng đến việc bảo vệ tính mạng của con người và tài sản. Năm 2023 đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai, nhưng từ trước đó rất lâu, ASEAN đã chú trọng và dồn nhiều tâm huyết, nguồn lực đến công tác này. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 đã thông qua tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất xây dựng, góp phần tạo nên dấu ấn của nước ta trong năm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN trong quản lý thiên tai. Vâng, thưa bà, ngày 13 tháng 10 hàng năm thì đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định đó là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai như một phương thức để thúc đẩy văn hóa toàn cầu về phòng chống thiên tai. Và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cũng lấy ngày này để làm ngày ASEAN về quản lý thiên tai với chủ đề năm nay, đó chính là từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu. ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai. Vậy thì chủ đề năm nay có cho thấy chúng ta thấy được những điều gì ạ? Vâng, thì như bạn đề cập, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 13 tháng 10 là ngày thiên tai trên toàn thế giới để nhấn mạnh cái vai trò của cái nhận thức của cộng đồng về cái tác động của thiên tai đối với con người cũng như là sự phát triển kinh tế xã hội. Và cộng đồng ASEAN cũng lấy ngày 13 tháng 10 là ngày thiên tai của ASEAN, và đặc biệt với cái chủ đề năm nay là ứng phó và để hành động sớm, chủ động ứng phó và
vai trò tiên phong của ASEAN. Ba cái khía cạnh đấy chúng ta đề cập đến với cái chủ đề đấy để nhấn mạnh rằng trước tiên đối với thiên tai thì chúng ta phải chủ động có những cái kế hoạch ứng phó sớm bằng cách là chúng ta phải có những cái hệ thống dự báo cảnh báo sớm, chúng ta phải có những cái xây dựng các cái kế hoạch chủ động trước khi thiên tai xảy ra để có thể hành động sớm. Cái khía cạnh thứ hai tức là nâng cao cái khả năng chống chịu trong và sau thiên tai, tức là bao gồm cả nâng cao cái cơ sở hạ tầng và các cái biện pháp mà khắc phục hậu quả. Cái chủ đề thứ ba mà để nhấn mạnh lên cái tầm quan trọng, cái vai trò tiên phong của cộng đồng ASEAN trong phòng chống thiên tai, bởi vì như chúng ta thấy là ASEAN là một cái cộng đồng mà chịu nhiều tổn thương, là đối tượng nhiều, còn đối tượng dễ chịu tổn thương do thiên tai, bởi vì là cái cơ sở hạ tầng còn kém. Thứ hai là các cái hoạt động kinh tế xã hội phụ thuộc nhiều vào thiên tai, nên là khi mà có tác động của thiên tai thì sẽ nhiều đối tượng bị ảnh hưởng. Do vậy với cái chủ đề này thì đề cao cái vai trò tiên phong của khu vực ASEAN với cái cộng đồng đông, và có thể là tiến tới là chia sẻ những cái điển hình, những cái hình thức mà phòng chống thiên tai trong tương lai. Vâng ạ, chúng ta có thể thấy rằng là thiên tai năm 2023 thì diễn biến rất phức tạp và có nhiều hiện tượng cực đoan ở trên toàn thế giới. Vậy thì còn tại Việt Nam thì sao ạ? Năm nay thì tình hình thiên tai của chúng ta có những cái đặc điểm gì nổi bật ạ? Vâng, thì như chúng tôi cũng đã đề cập đến rất nhiều, năm nay chúng ta có một cái sau thời gian dài 3 năm liền ở cái pha La Nina, bắt đầu từ đầu mùa xuân thì bắt đầu chuyển sang trạng thái trung tính và đạt đến trạng thái El Nino vào tháng 6 vừa rồi, tức là có cái chuyện sự chuyển pha rất là nhanh của cái hoàn lưu quy mô khí quyển quy mô lớn, nên là cái hiện tượng El Nino thì như những cái cảnh báo đối với khi mà những năm xảy ra El Nino thì chúng ta sẽ có nhiều những cái nguy cơ của các cái hiện tượng cực đoan xảy ra ở trên nhiều khu vực và cái tác động là khác nhau. Riêng đối với khu vực Việt Nam từ đầu năm đến nay, đối với cái thiên tai thì chúng ta thấy là với cái El Nino tác động trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu thì cái xu thế của nhiệt độ trung bình là gia tăng, và chúng ta cũng đã ghi nhận những cái kỷ lục về nhiệt độ ở nhiều nơi trên cả nước. Thậm chí những cái kỷ lục nhiệt độ là ghi nhận vào tháng 5, là cái tháng không phải là quá nóng ở nhiều khu vực ở Bắc Trung Bộ, hay là cái kỷ lục lớn nhất là nhiệt độ 44,2 độ C lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, hoặc là những cái đợt nắng nóng cũng có cái nguy cơ và đã xảy ra, là cái thời gian nó kéo dài như cái đợt nắng nóng vừa rồi ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ là kéo dài 24 ngày. Cùng với đó là cái tác động cái thiên tai, như là chúng ta có cái sự thiếu hụt nước trên diện rộng, như là những cái tháng đầu mùa hè ở khu vực Bắc Bộ, dẫn đến là cái tình trạng thiếu nước và cái ảnh hưởng đến các cái hoạt động sản xuất năng lượng. Tiếp theo là những cái hình tác động của thiên tai. Những El Nino là nhìn chung là chúng ta có cái nguy cơ thiếu hụt nước, tuy nhiên thì những cái mưa cực đoan vẫn có thể xảy ra, như chúng ta vừa đề cập đến là cái mưa cực đoan hiện nay đang xảy ra ở khu vực Trung Trung Bộ. Những cái đợt mưa như thế này với cái hình thế thời tiết và cái tác động của địa hình nữa thì cái mưa miền Trung là cái mưa rất điển hình và có thể có cái lượng mưa cho cả đợt lên đến trên 600-700 ly. Đấy, và cái mưa lớn như thế thì cái khả năng chống chịu của cái khu vực đấy là sẽ bị rất là nguy hiểm, ở cái chỗ là dễ xảy ra lũ quét và sạt lở. Vâng. Ngoài ra thì cái ảnh hưởng của bão năm nay, khi mà tác động của El Nino thì cái mùa bão nói chung là cái số lượng cơn bão sẽ ít hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu năm đến nay chúng ta chỉ có 3 cơn. Tuy nhiên thì cũng không ngoại trừ từ giờ đến cuối năm là cái mùa mưa bão nó sẽ tập trung vào cuối năm và nó có những cái bất thường. Vâng, thưa bà, vậy thì với những chia sẻ của bà thì thiên tai trong những năm qua thì cũng đã gây khó khăn gì trong công tác ứng phó, đặc biệt là như bà cũng vừa chia sẻ đó với tình trạng là lũ quét và sạt lở đất ạ? Trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu thì thiên tai xảy ra nó sẽ có nhiều những cái bất thường trái với quy luật. Đó là cái khó khăn rất là lớn khi mà đề ra những cái kế hoạch ứng phó. Đặc biệt là đối với những cái loại hình thiên tai như là lũ quét và sạt lở đất, là những cái loại hình thiên tai mà nó xảy ra ở cái quy mô hẹp, nhanh
đấy, trong một thời gian ngắn. Nên là rất là khó đối với cái việc ứng phó những cái loại hình thiên tai này, cũng như là đưa ra những cái dự báo. Chủ yếu là chúng ta đưa ra những cái cảnh báo, và nó xảy ra nhanh thì cái ứng phó của nó cũng rất là khó. Đấy là cái những cái mà khó khăn trong cái việc mà ứng phó với cái, những cái loại hình thiên tai trong những năm gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu. Bởi vì là những cái cực đoan nhiều hơn, mưa lũ với cái cường mưa với những cái cường độ lớn trong một thời gian ngắn thì nó sẽ tác động đến nhiều ở nhiều khu vực, ví dụ như ở vùng miền núi thì dễ xảy ra lũ quét sạt lở, hay là ở đô thị thì lại dễ xảy ra ngập úng. Thì đó là những cái tác động của những cái bất thường trong những cái thời kỳ gần đây đối với thiên tai. Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì những cái thiên tai gần đây thì nó rất là khó đoán. Và thì vậy thì chúng ta đang có cái công tác dự báo và cảnh báo như thế nào đối với hiện tượng là lũ quét và sạt lở đất, và cái khó khăn mà chúng ta gặp phải là gì, cũng như là chúng ta đang làm như thế nào để có thể là nỗ lực khắc phục những cái khó khăn này ạ? Vâng, như tôi đã đề cập thì đối với cái loại hình thiên tai lũ quét và sạt lở đất là một cái loại hình thiên tai mà xảy ra rất là nhanh và rất khó dự báo, mà gần như chúng ta chỉ đưa ra cảnh báo thôi. Bởi vì là gì? Những cái tác động hình thức mà lũ quét sạt lở đất thì có cái nhiều nguyên nhân, nó bao gồm cả nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Tức là nguyên nhân tự nhiên do cái thay đổi của môi trường, của khối đất đá bị phong hóa, cộng thêm với cái kích hoạt của mưa lớn. Ngoài ra thì còn có cái tác động của hoạt động kinh tế xã hội con người, nó gây ra những thay đổi cái kết cấu, thay đổi những cái bám dính, nên là chỉ cần một cái tác động nhỏ nó cũng dễ xảy ra những cái sạt lở. Đó là những cái khó khăn. Mặc dù là với cái sự phát triển khoa học công nghệ hiện nay, chúng ta đã đưa vào rất là nhiều những cái, chúng ta có những cái hệ thống quan trắc tự động, chúng ta có những cái mô hình dự báo cảnh báo, nhưng mà về những cái hạn chế về mặt khoa học thì nó cũng còn chưa đưa cho đầy đủ các cái hiểu biết. Bởi vì đặc biệt là đối với sạt lở thì nó vừa cái tác động của điều kiện khí quyển lẫn cái điều kiện ở dưới đất. Nên là đấy là những cái khó khăn hạn chế đối với cái việc dự báo hai cái loại hình thiên tai mà hiện nay mà còn gây ra những cái hậu quả về thiệt hại về người rất là lớn. Và như hiện nay thì đối với cái này thì chúng ta đang triển khai, tức là gì? Thứ nhất là cái hệ thống quan trắc hiện đại là chúng ta cố gắng đan dày hơn để bắt được nhiều những cái quy mô nhỏ. Thứ hai là chúng ta đưa vào những cái công nghệ mô hình tính toán mô phỏng để làm sao cho đạt được đến cái độ chính xác cao nhất. Cái thứ ba là chúng ta đang nỗ lực là gì, xây dựng những cái bản đồ rủi ro chi tiết hơn đến cấp huyện, cấp xã, tức là với cái tỷ lệ 1/10.000 chi tiết, để làm sao cho khi sử dụng những cái bản đồ đấy là chính quyền cũng như là cộng đồng địa phương có thể dễ dàng ứng phó, dễ dàng xác nhận được. Thêm vào đó thì là chúng ta có thể sử dụng nhiều những cái công nghệ hiện đại, quan trắc từ vệ tinh, từ radar hay là thậm chí máy bay không người lái để phục vụ cho cái việc cảnh báo những cái hiện tượng thiên tai này. Vâng ạ, như ở phần đầu thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà cũng đã chia sẻ thì những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, bên cạnh là mưa lớn, mưa bất thường gây ra tình trạng là lũ quét, sạt lở đất, thì hiện nay chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng là hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hay là chiều cường bất thường tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi tình trạng là xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa bà, trước tiên thì nguyên nhân của những hiện tượng này là do đâu, và hiện nay thì chúng ta cũng nên ứng phó như thế nào để có thể góp phần là giảm thiểu thiệt hại và đặc biệt là không gây ảnh hưởng nhiều tới sản xuất nông nghiệp ạ? Vâng, ngược lại với những cái hiện tượng thiên tai như lũ quét, sạt lở đất là xảy ra nhanh trong thời gian ngắn, thì những cái hiện tượng thiên tai khác như là hạn hán và xâm nhập mặn thì lại là những cái thiên tai mà xảy ra trên quy mô lớn và kéo trên một thời gian dài. Cần phải nhấn mạnh rằng đặc biệt là trong năm nay là một năm El Nino, và cái dự báo cho đến thời điểm hiện nay ấy, thì khả năng là El Nino sẽ có cái cường độ đạt đỉnh vào cuối cái mùa đông năm nay, và cái xác suất mà nó kéo dài cho đến tận cuối mùa xuân, thậm chí đến đầu mùa hè năm sau là cái diễn biến của El Nino. Do vậy cái dự báo của chúng tôi hiện nay cũng như là trên thế giới đưa ra là cái nguy cơ diễn biến của cái tác động của El Nino này đến cái mùa khô
năm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là có khả năng là gia tăng. Mà cái tình trạng đó tức là tác động gia tăng tức là gì? Tức là nó sẽ khô hạn hơn, cái lượng mưa nó sẽ thiếu hụt, nhiệt độ nó tiếp tục nắng nóng ở trên diện rộng, bốc thoát hơi nhiều thì nó lại càng làm cạn kiệt cái nguồn nước. Chính cái việc đó thì dẫn đến mà đặc biệt là cả cái trên cả cái lưu vực sông Mekong ấy, khi mà có cái sự tích trữ nước từ trên thượng nguồn không chuyển về dưới hạ nguồn mà là khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, thì cái khi mà cái mùa khô đến với cái thiếu hụt nước nó lại càng gia tăng cái hiện tượng là hạn hán và xâm nhập mặn. Đó là những cái nguy cơ mà cần phải đưa ra sớm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những cái cảnh báo sớm cho cái mùa khô năm nay và 2024 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ. Thưa quý vị, trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Và theo dự báo những ngày tiếp theo thì các tỉnh này sẽ còn tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to. Trước cảnh báo trên, để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngành chức năng Hà Tĩnh đang điều tiết xả tràn nhiều hồ đập để đề phòng lũ cũng như chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình lũ lụt, ngập úng. Tại hồ Bộc Nguyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trong những ngày qua, lưu lượng mưa đo được tại lưu vực hồ từ 200 đến 250 mm. Mực nước về lòng hồ tăng nhanh nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn với lưu lượng từ 20 đến 50 mét khối trên giây để chủ động đưa mực nước về cao trình đón lũ. Chúng tôi đã căn cứ vào lượng mưa, quy trình đã được ban hành và lượng nước đến hồ, chúng tôi sẽ vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang quản lý và vận hành 33 hồ đập lớn nhỏ. Trước thực trạng mưa lớn diễn ra, đơn vị đã tiến hành xả tràn điều tiết các hồ Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Chí. Hiện một số hồ có dung tích nhỏ trên địa bàn đã đầy nước, chảy qua tràn tự do nên nguy cơ mất an toàn rất lớn. Trước mắt thì công ty cũng đã chủ động lập cả cái phương án ứng phó phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ để chủ động xây dựng dự kiến các cái kịch bản, các cái tình huống có thể xảy ra khi có thiên tai. Hà Tĩnh hiện có trên 350 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có khoảng 200 hồ đập bị xuống cấp. Nhiều hồ cần được sửa chữa khẩn cấp. Một số hồ chỉ đắp bằng đất cách đây 30 đến 40 năm nên rất nguy hiểm khi bão lũ xảy ra. Hiện các địa phương vùng Hạ Du đã chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình lũ lụt, ngập úng. Cảnh báo kịp thời tình hình mưa lũ hàng ngày và thậm chí là hàng giờ trên hệ thống thông tin, đặc biệt là qua cả hệ thống mạng Zalo, Facebook. Và chúng tôi đã có kịch bản thông tin đến tận hộ dân, đặc biệt là quan tâm đến những vùng sâu trũng, những hộ dân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì đã có phương án để sơ tán, di dời. Bên cạnh việc xả tràn các hồ chứa, các địa phương Hà Tĩnh và Nghệ An cũng đã lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập úng. Đặc biệt, rà soát triển khai phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa, hồ thủy điện và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Hà, có thể thấy rằng là mỗi vùng miền thì đều sẽ có những loại hình thiên tai đặc trưng và người dân từ trước đến nay thì thường vẫn ứng phó theo kinh nghiệm. Tuy nhiên thì thực tế chúng ta thấy rằng là thiên tai thì đang ngày càng biến đổi và rất là khó lường. Chính vì vậy mà đôi khi kinh nghiệm không còn phù hợp và dẫn tới trường hợp là có nhiều ca tử vong. Vậy thì hiện nay thực tế này cũng khiến chúng ta phải nhìn nhận và thay đổi cách ứng phó ra sao ạ? Đối với Việt Nam trong cái quy chế mà dự báo thiên tai ấy, thì chúng ta có đến tổng cộng là 22 loại hình thiên tai ở Việt Nam. Và cái trong đó thì đã 21 loại hình thiên tai là thường xuyên xảy ra trừ cái sóng thần thôi. Tuy nhiên thì với cái diễn biến của tác động của biến đổi khí hậu hiện nay thì chúng ta thấy là rõ ràng cái thiên tai nó xảy ra nhiều khi nó trái với quy luật. Ví dụ như là mưa đá nó có thể xảy ra vào cái thời kỳ tháng 3 như năm vừa rồi, hay là cái nhiệt độ xuống thấp, băng giá sương muối do không tác động của không khí lạnh ở các cái khu vực miền núi, và như hoặc là cơn bão nó có thể di chuyển trái quy luật và nó đổ bộ vào những cái khu vực mà ít xảy ra. Thì lúc đấy thì ở những cái kinh nghiệm đấy được truyền lại thì chưa chắc đã còn phù hợp. Thế để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng rõ ràng thì chúng ta tiếp tục là tiếp thu kế thừa những cái kinh nghiệm ở những cái địa phương, tuy nhiên thì vẫn cần phải
có những cái cảnh báo sớm về những cái bất thường đối với các hiện tượng thiên tai, cũng như là xây dựng những cái mô hình ứng phó với từng loại thiên tai để giáo dục cho cộng đồng, nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về cái cách thức mà chúng ta ứng phó trong cái điều kiện mới, hoặc là trong cái điều kiện mà chúng ta thay đổi về cơ cấu dân số đông dân hơn thì cái cách ứng phó nó cũng phải khác. Và đặc biệt nhất là phải có cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng với người dân để xây dựng những cái kế hoạch hành động hướng dẫn cho người dân làm sao ứng phó hiệu quả nhất. Thì có như vậy thì chúng ta mới giảm thiểu được những cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện nay thì chính phủ đã xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vậy thì bà có thể chia sẻ rõ hơn là kế hoạch này thì có những điểm nhấn đáng chú ý gì ạ? Rõ ràng trong cái kế hoạch này thì trước tiên tôi cũng muốn nhắc đến đầu tiên là cái chỉ thị 10 của Ban Bí thư tăng cường cái năng lực lãnh đạo của sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống thiên tai, tức là để huy động tất cả hệ thống chính trị các cấp từ trung ương đến địa phương. Riêng đối với ngành khí tượng thủy văn thì có cái chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn để làm sao nâng cao được cái năng lực đưa ra các cái cảnh dự báo cảnh báo sớm. Đấy là cái quan trọng trong cái việc hành động sớm để ứng phó với thiên tai. Và đặc biệt hơn nữa là cái sự vào cuộc như tôi đề cập là của các cấp chính quyền, rồi không những thế mà của các doanh nghiệp, của người dân chủ động trong cái việc ứng phó phòng chống thiên tai. Ở đây thì cái sự huy động cái nguồn lực cũng rất là quan trọng để khi mà chúng ta muốn di rời dân chẳng hạn, hay là chúng ta có cái những cái hỗ trợ kịp thời đối với người dân ở những cái khu vực, hay là cái năng lực tìm kiếm cứu nạn cũng rất là quan trọng để giảm thiểu cái thiệt hại về tính mạng của người dân. Cái tuyên truyền ở đây chúng tôi cũng đề cập đến nhiều là chúng ta có cái tổ chức là kêu gọi người dân, ví dụ như bão thì là phải tàu thuyền là phải đi vào nơi tránh trú an toàn. Đấy là những cái tất cả những cái hình thức mà từ cái khâu mà chúng ta chuẩn bị ứng phó cảnh báo dự báo cho đến cái trong cái khi thiên tai xảy ra và khắc phục sau thiên tai. Vâng ạ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là trong những năm qua thì biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến rất nhiều mọi mặt ở trong đời sống, và cũng vì vậy mà nhiều ý kiến cho rằng là dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu đang trở thành những tác nhân hàng đầu gây ra sự thiếu hụt về lương thực, hay là làm mất cân bằng hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học cũng như là cạn kiệt tài nguyên. Và đặc biệt đó chính là việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là nguồn gây hiệu ứng nhà kính lớn. Vậy thì cá nhân bà có đồng tình với quan điểm này hay không, và theo bà là chúng ta nên làm gì để có thể hạn chế tình trạng này ạ? Vâng, cái vấn đề này quả thực là rất là rộng lớn và bao trùm. Như gần đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trong cái quá trình tổng kết thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương Đảng về ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Thì rõ ràng là cái sự biến đổi toàn cầu nó gây ra những cái tác động trên toàn cầu và từng các cái khu vực, cũng như là không riêng lẻ một đất nước nào, và Việt Nam cũng trong cái xu thế như vậy. Với cái nguy cơ mà tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều các cái hiện tượng cực đoan, suy thoái môi trường, cạn kiệt cái tài nguyên thiên nhiên, cũng như là suy giảm đa dạng sinh học, thì cái việc mà xây dựng những cái chiến lược quốc gia rồi sự vào cuộc của cả các cái hệ thống chính trị để làm sao ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Và trong đó thì nhấn mạnh đến cái việc là chúng ta phải giảm phát thải. Để giảm nhẹ, ngoài cái việc thích ứng ra thì chúng ta phải giảm nhẹ. Thì giảm nhẹ tức là chúng ta phải giảm cái phát thải. Và cái nỗ lực đó thì chính phủ đã đưa ra cam kết trong cái COP26 là Việt Nam sẽ giảm phát thải net zero vào năm 2050, cũng như là giảm 30% phát thải methane vào năm 2030. Muốn như vậy thì rõ ràng là phải có những cái chiến lược về cái chuyển đổi năng lượng, và hiện nay chính phủ cũng đã ban hành cái đề án về chuyển đổi năng lượng công bằng. Bộ Tài nguyên Môi trường được giao làm đầu mối phối hợp với các bộ ngành để xây dựng cái đề án đó, hành động. Cái chiến lược của Việt Nam trong tương lai làm sao chuyển đổi năng lượng một cách bền vững, công bằng và đảm bảo là không
tác động nhiều đến môi trường, không gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên, giảm cái sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch, tăng cường sử dụng các kênh năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Đó là những cái tài nguyên về khí hậu rất quan trọng. Rõ ràng là để có thể thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như là phòng ngừa được những cái hệ lụy không đáng có thì có rất nhiều việc mà chúng ta cần phải làm. Một trong những công việc quan trọng đó chính là công tác cảnh báo. Vậy thì hiện nay thì công tác mà chúng ta đầu tư cho lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn thì đang được triển khai như thế nào? Và nhiệm vụ chuyển đổi số cũng đang được triển khai ra sao? Đặc biệt là công tác mà chúng ta phối hợp với quốc tế được nâng tầm như thế nào để có thể là góp phần nâng cao được năng lực dự báo cũng như là cảnh báo thiên tai, thưa bà? Vâng, như tôi đã đề cập thì để nâng cao cái năng lực dự báo cảnh báo thì có cái sự đầu tư rất là lớn đối với ngành khí tượng thủy văn, từ cái hệ thống mạng lưới quan trắc dày đặc, tự động hóa, cho đến cái việc nâng cao cái năng lực dự báo cảnh báo bằng các cái mô hình công nghệ hiện đại, đưa vào nhiều những cái hình thức quan trắc tiên tiến, công nghệ radar, công nghệ vệ tinh, rồi công nghệ không người lái, cũng như là cái ứng dụng các cái công nghệ số hiện nay như là AI hoặc là Big Data. Vì vậy thì nó hướng tới cái việc là chúng ta phải chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là lĩnh vực khí tượng thủy văn. Khi chúng ta có một cái nguồn dữ liệu lớn, xây dựng cái hệ thống mà quản lý, khai thác dữ liệu tập trung trên cái nền tảng hệ thống lớn, máy tính hiệu năng cao, thì để cho là đầu vào tiến tới là dữ liệu khí tượng thủy văn là đầu vào cho nhiều ngành kinh tế, để có cái sự từ xây dựng, giao thông, nông nghiệp, vân vân, để có cái quy hoạch định hướng cho cái phát triển, kể cả là cái quy hoạch vùng. Bên cạnh đó thì cái phải nói rằng cái nỗ lực mà hợp tác quốc tế rất quan trọng, bởi vì cái biến đổi khí hậu, những thay đổi toàn cầu là cái nỗ lực, phải cần cái nỗ lực chung của cả cộng đồng thế giới để ứng phó. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chọn Việt Nam là cái nơi đặt cái triển khai cái hệ thống mà cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông Nam Á từ năm 2022 để khai thác và vận hành, đưa ra cảnh báo cho toàn khu vực. Đó là những cái bước tiến của chúng ta về cái năng lực mà dự báo cảnh báo, tận dụng cái sự hợp tác quốc tế đa phương cũng như là song phương. Là ví dụ như viện thì cũng có những cái hợp tác với các nước Mỹ, Nhật để đưa vào những cái công nghệ mới, cũng như là để đưa vào những công nghệ mới trong cái việc mà dự báo cảnh báo mưa lớn, bão hay là lũ quét và sạt lở. Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là trong những năm qua thì công tác dự báo thiên tai cũng đã có những chuyển biến tích cực và góp phần hỗ trợ không nhỏ trong việc là công tác chỉ đạo cũng như là điều hành phòng chống thiên tai rất hiệu quả. Vậy thì theo bà, để có được cái kết quả tích cực này thì nhờ đâu, và chúng ta cũng cần phải phát huy ra sao nữa để có thể là phát triển được hơn nữa cái công tác dự báo và phòng chống được những cái hậu quả không đáng có do thiên tai gây ra? Từ Đảng rồi nhà nước đưa vào trong các cái văn bản pháp luật, trong cái định hướng phát triển các ngành để nâng cao cái năng lực. Thứ nhất là năng lực dự báo cảnh báo. Thứ hai là năng lực của cộng đồng để thích ứng và chủ động trong cái việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Cái thứ ba là kế hoạch mà quy hoạch phát triển để làm sao cho khi mà có những cái thiên tai bất thường có thể cái tác động nó là nhỏ nhất, thì đó là cái mà những cái bài học chung mà chúng ta cần phải phát huy. Nhưng mà không thể không nói đến cái việc là cái tuyên truyền giáo dục vẫn là rất là quan trọng đối với cả tất cả các cộng đồng người dân, đặc biệt là phải có cái sự giáo dục từ cả các cái em nhỏ. Vâng, thưa quý vị, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm thì phải hứng chịu hàng chục cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Những ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất hay là thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt tại nhiều địa phương, vùng miền đang xảy ra với tần suất ngày càng nhiều hơn, gây trở ngại trong đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu được thiệt hại nếu có các giải pháp phù hợp, đặc biệt là việc thích ứng linh hoạt, chủ động phòng tránh và hành động sớm trước thiên tai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.